Hôm nay tôi xin được chia sẻ bài cập nhật chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ. Sau đây là khái niệm về sa sút trí tuệ. Vậy thì sa sút trí tuệ nó không phải là một bệnh, mà sa sút trí tuệ là một hội chứng mắc phải với biểu hiện mất chức năng nhận thức, thay đổi về hành vi và mất các chức năng xã hội. Chẩn đoán sa sút trí tuệ đòi hỏi phải có sự giảm sút về trí nhớ và các chức năng nhận thức khác đủ nặng đến mức mà đến ảnh hưởng đến mức độ sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân. Vậy thì có những cái chức năng nhận thức nào? Chức năng nhận thức thì bao gồm những cái rối loạn nhận thức sau đây. Thứ nhất là về suy giảm trí nhớ, tức là trí nhớ về các sự kiện, trí nhớ tức thì, trí nhớ mới hoặc cũ, quên thuật hoặc ngược chiều. Về thất ngôn, đó là khó khăn trong việc gọi tên, hiểu lời, nói trôi chảy. Về mất thực dụng, đó là các rối loạn về khả năng thực hiện các động tác mặc dù hệ vận động còn nguyên vẹn. Về mất nhận biết, đó là mất khả năng tri giác mặc dù đường cảm giác còn bảo tồn. Về rối loạn chức năng điều hành, đó là khả năng mất cái khả năng mà lên kế hoạch, tổ chức hoặc là khả năng trừu tượng giải thích các vấn đề. Rối loạn các chức năng thị giác và không gian, bệnh nhân sẽ cảm thấy khó khăn khi mặc quần áo, ăn uống và đi lại, khó khăn trong giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập hoặc là khó xem giờ. Về dịch tễ học của bệnh của sa sút trí tuệ, thì theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2017 có tới 50 triệu người mắc sa sút trí tuệ. Năm 2030 dự tính là có 75 triệu người và đến năm 2050 thì con số này được ước tính lên đến 131 triệu người. Như vậy, số người mắc cái hội chứng sa sút trí tuệ trên toàn cầu là rất lớn. Về tỷ lệ của mắc sa sút trí tuệ theo tuổi, nhìn vào biểu đồ đây thì chúng ta thấy tỷ lệ mắc hội chứng sa sút trí tuệ sẽ tăng dần theo tuổi, đặc biệt là ở nhóm tuổi sau tuổi 65 trở đi thì ta thấy có sự tăng đột biến về cái tỷ lệ số người bệnh mà mắc cái hội chứng sa sút trí tuệ này. Tuổi càng cao thì mắc cái hội chứng sa sút trí tuệ càng lớn. Tỷ lệ mắc bệnh dự tính theo như một cái báo cáo của năm 2021 thì ở những ước tính từ năm 1990 đến năm 2015 thì tỷ lệ mắc cái hội chứng sa sút trí tuệ ở các nước châu Âu là đứng tỷ lệ cao nhất. Sau đó đến đến nước Mỹ và sau đó là đến châu Á và cuối cùng là ở châu Phi. Thế còn tại Việt Nam thì những cái con số mà thống kê thì cũng mang tính chất là rất báo động. Ở Việt Nam cũng như hầu hết như các nước trên thế giới thì có hiện tượng là đang già hóa dân số. Năm 2011, tỷ lệ dân số già chiếm 9,9%. Năm 2016, tỷ lệ dân số già chiếm 11,86%. Đến năm 2000, ước tính đến năm 2026 và đến năm 2054, số dân số già của Việt Nam ước tính chiếm 10 đến 19,9%. Ước tính từ năm 2054 đến năm 2069 thì ước tính số dân số già của Việt Nam chiếm tỷ lệ tăng hơn, đó là 20 đến 29,9%. Đây là nguồn của Tổng cục Thống kê. Còn nhìn vào biểu đồ bên tay phải thì chúng ta thấy rằng là đây là cái biểu đồ mà so sánh cái tỷ lệ mà mắc cái hội chứng sa sút trí tuệ giữa các nước có thu nhập thấp, thu nhập trung bình so với cả cái nước những cái nước mà phát triển có thu nhập cao. Thì theo cái sơ đồ này ta thấy theo cái thống kê báo cáo từ năm 2013 cho đến dự tính ước tính đến năm 2050 thì cho ta thấy rằng là số lượng người mà mắc cái hội chứng sa sút trí tuệ ở các nước có thu nhập thấp và trung bình thì có xu hướng tăng nhanh hơn nhiều so với cả những cái nước mà có thu nhập cao. Đấy. Số người mắc bệnh và chi phí về hỗ trợ những cái bệnh nhân mà mắc bệnh hội chứng sa sút trí tuệ tại Việt Nam. Số người mắc hội chứng sa sút trí tuệ tại Việt Nam năm 2015 đó là 660.000 người mắc hội chứng sa sút trí tuệ và số người mới mắc của năm 2015 thì cũng chiếm tới 114.000 người. Tổng số người mắc hội chứng sa sút trí tuệ dự tính đến năm 2030 tại Việt Nam đó là 1,2 triệu người. Thế còn về chi phí thì sao? Chi phí năm 2015, chi phí y tế trực tiếp chiếm 267 triệu đô la Mỹ. Chi phí trực tiếp không liên quan đến y tế, đó là lĩnh vực chăm sóc xã hội, chiếm 132 triệu đô la Mỹ. Chăm sóc không chính thức chiếm 561 triệu đô la Mỹ và tổng chi phí
là 960 triệu đô la Mỹ, hoặc tương ứng với khoảng 1.500 đô la Mỹ cho mỗi một người mắc sa sút trí tuệ tại Việt Nam. Về tiến trình của suy giảm nhận thức, suy giảm nhận thức có thể là những cái tiến trình sinh lý bình thường của cơ thể, đó là quá trình lão hóa. Càng nhiều tuổi thì cơ thể càng lão hóa và trong đó có não. Và sau đó bệnh nhân có những cái biểu hiện về suy giảm nhận thức nhẹ và sau đó là sa sút trí tuệ. Như vậy, suy giảm nhận thức có thể phát hiện được và nó có thể đã có khởi phát từ 10 năm trước khi có cái hiện tượng sa sút trí tuệ. Suy giảm nhận thức là nền tảng bệnh học của nhiều bệnh lý, có thể là đơn độc hoặc phối hợp. Biểu đồ này cũng tương tự cho thấy là cái quá trình lão hóa của tuổi, bất kỳ ai cũng trải qua cái quá trình lão hóa theo thời gian và sau đó có những cái hiện tượng suy giảm nhận thức nhẹ và sau đó là sa sút trí tuệ, kiểu chia ra các mức độ nhẹ, trung bình, nặng và trầm trọng. Vậy thì các cái nguyên nhân, các cái thể của sa sút trí tuệ thì bao gồm các nhóm nào? Nhóm thứ nhất là sa sút trí tuệ do mạch máu. Có thể là sa sút trí tuệ do nhồi máu não đa ổ, sa sút trí tuệ do bệnh Binswanger. Cái nhóm này chiếm tỷ lệ là 5% trong cái nhóm sa sút trí tuệ. Đứng ở nhóm thứ hai chiếm 10%, đó là sa sút trí tuệ do mạch máu và bệnh Alzheimer. Nhóm có tỷ lệ chiếm rất là cao ở trong các cái thể sa sút trí tuệ, đấy chính là bệnh lý Alzheimer. Và nhóm này chiếm tới 65% các bệnh nhân có hội chứng sa sút trí tuệ. Một nhóm bệnh lý tiếp theo đó là bệnh Alzheimer phối hợp với cả sa sút trí tuệ thể Lewy, chiếm 5% quần thể người bệnh sa sút trí tuệ. Sa sút trí tuệ thể Lewy nằm trong cái bệnh cảnh bệnh Parkinson, bệnh thể Lewy lan tỏa hoặc là nhóm bệnh khác chiếm 7%. Và những cái nhóm sa sút trí tuệ khác bao gồm sa sút trí tuệ thùy chán, bệnh Creutzfeldt-Jakob, thoái hóa vỏ nền, liệt trên nhân tiến triển chiếm 8%. Về những yếu tố nguy cơ của sa sút trí tuệ, các yếu tố nguy cơ của sa sút trí tuệ thì được chia làm hai nhóm: yếu tố nguy cơ không thể thay đổi và yếu tố nguy cơ có thể thay đổi. Chúng ta chia ra những cái nhóm như này để mục đích là mình nhìn vào đây, mình thấy là trong cái quá trình mà mình điều trị người bệnh hoặc là trong xã hội, vậy thì những cái yếu tố nào mình có thể là góp phần mà cải thiện được để giúp cho cái số lượng bệnh nhân mắc cái hội chứng sa sút trí tuệ có thể được cải thiện. Bởi vì với một những cái chi phí khổng lồ như mà chúng tôi vừa báo cáo, thế thì yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được bao gồm là tuổi, đặc biệt ở nhóm quần thể bệnh nhân trên 65 tuổi. Về giới thì ta thấy rằng là tỷ lệ ở nữ cao hơn là nam. Về tiền sử gia đình mắc chứng trí nhớ, thấy rằng ở những cái người mà có tiền sử gia đình mắc chứng trí nhớ thì bao giờ cũng cái tỷ lệ và bị cái hội chứng sa sút trí tuệ sẽ cao hơn. Người mắc hội chứng Down thì các nghiên cứu cho thấy rằng là đến tuổi trung niên thì có thể phát triển thành bệnh Alzheimer khởi phát sớm. Thứ hai là yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được. Đấy là uống quá nhiều rượu. Ở những người nghiện rượu thường xuyên có thể có những cái biểu hiện sa sút trí tuệ, đặc biệt ở giai đoạn khởi phát sớm. Bệnh nhân ăn ở cái nhóm bệnh người bệnh mà ăn kiêng và tập thể dục thì người ta thống kê nghiên cứu người ta thấy rằng ở cái nhóm mà người bệnh có lối sống lành mạnh, đó là người ta tập thể dục thường xuyên, có những cái hoạt động xã hội tích cực và cái thứ hai là có chế độ ăn kiêng. Đấy, tuy nhiên người ta chưa khẳng định được là những cái nhóm mà ăn kiêng là theo chế độ đặc biệt nào, nhưng người ta thống kê người ta để ý thấy rằng là những cái nhóm người ăn kiêng, những cái nhóm mà những cái hạt ngũ cốc nguyên hạt đấy, rồi là ăn những cái bạch quả thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà sa sút trí tuệ thì nó được cải thiện hơn nữa, chiếm tỷ lệ thấp hơn. Đấy, và người ta gọi cái chế độ ăn đấy là chế độ ăn kiểu địa trung hải. Tiếp theo đấy là các yếu tố về tim mạch, ví dụ như là béo phì, tăng huyết áp, tăng cholesterol máu và xơ vữa động mạch. Thế thì những cái đối tượng người bệnh mà càng nhiều yếu tố nguy cơ về bệnh lý tim mạch này thì cũng chiếm cái tỷ lệ mà sa sút trí tuệ sẽ càng cao hơn so với nhóm bệnh nhân khác. Tiếp nữa là ở bệnh nhân ở nhóm bệnh nhân trầm cảm, ở nhóm ô nhiễm không khí, nó cũng làm tăng ở những cái người mà đối tượng người bệnh mà sống ở trong cái môi trường ô nhiễm không khí thì người ta cũng nghiên cứu thấy rằng là có cái tỷ lệ sa sút trí tuệ cao hơn là những cái nhóm quần thể dân số khác. Những người bị chấn thương đầu có chiếm tỷ lệ sa sút trí tuệ cao hơn, chứng ngưng thở khi ngủ và những cái rối loạn giấc ngủ khác. Và ở cái hiện có cái hiện tượng là thiếu một số những cái nhóm vitamin và dinh dưỡng thì cũng có thể làm tăng cái tỷ lệ của cái người bệnh mắc sa sút trí tuệ.
ví dụ như vitamin B6, B12 hoặc là folate. Do đó trong cái chế độ ăn thì mình cũng cần phải bổ sung đầy đủ những cái chất dinh dưỡng này. Và nhóm cuối cùng là thuốc. Thì người ta cũng nghiên cứu thấy rằng ở một cái số nhóm thuốc mà hỗ trợ cái việc ngủ và những cái nhóm thuốc mà điều trị cái việc đi tiểu gấp thì cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái việc sa sút trí tuệ. Vậy thì với những cái thống kê về tỷ lệ hội chứng sa sút trí tuệ cao như vậy, cũng như là cái chi phí điều trị không những là cho bệnh nhân và cái chi phí chăm sóc xã hội nói chung là rất là tốn kém. Thế thì mình cũng phải đưa ra những cái chẩn đoán và những cái điều trị để xem mà có cải thiện được cái tỷ lệ đó hay không. Vậy thì để chẩn đoán người mắc mang hội chứng sa sút trí tuệ thì căn cứ vào tiêu chuẩn của DSM-5 thì cũng đáp ứng những cái tiêu chuẩn sau. Thứ nhất, đấy là phải có bằng chứng suy giảm nhận thức đáng kể ở ít nhất một trong các lĩnh vực nhận thức. Ví dụ như sự tập trung chú ý, chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, chức năng ngôn ngữ, chức năng thị giác không gian và nhận thức xã hội. Dựa trên cái vấn đề sau, vấn đề thứ nhất là than phiền của người bệnh hoặc của người thân hoặc ghi nhận bởi bác sĩ thấy sự suy giảm rõ rệt chức năng nhận thức của người bệnh và suy giảm đáng kể trong biểu hiện nhận thức, tốt nhất là được xác định bằng các test thần kinh tâm lý đã được chuẩn hóa, hoặc nếu không thì dựa trên đánh giá lâm sàng có chất lượng khác. Thứ hai, suy giảm nhận thức có thể làm ảnh hưởng đến tính độc lập trong các sinh hoạt hàng ngày. Tức là người bệnh cần sự hỗ trợ tối thiểu của các hoạt động sống phức tạp, ví dụ như trả hóa đơn, dùng thuốc điều trị. Thứ ba, bệnh nhân đang không trong cái tình trạng mê sảng, lú lẫn cấp. Thứ tư, suy giảm nhận thức không phải do nguyên nhân tâm thần khác, ví dụ như người bệnh bị trầm cảm hoặc tâm thần phân liệt. Đây là cái ô mà về những cái nhóm về suy giảm nhận thức. Người ta chia ra những cái nhóm đấy nổi bật, đấy là nhóm bệnh Alzheimer chiếm tới 65%. Thứ hai là sa sút trí tuệ do về căn nguyên mạch máu, sa sút trí tuệ do bệnh thể Lewy và những cái nhóm sa sút trí tuệ do tổn thương thùy trán. Thế thì tùy mỗi nhóm những cái nguyên nhân này thì người ta có những cái biểu hiện triệu chứng. Ví dụ như là người bệnh có thể lú lẫn, giảm định hướng, có thể khó khăn trong việc đưa ra quyết định, có thể có những cái ảo giác, có thể có những cái lo lắng, có thể những vấn đề về ngôn ngữ hoặc những cái rối loạn thay đổi về nhân cách và đặc biệt người bệnh có mất trí nhớ. Về giá trị của chẩn đoán sa sút trí tuệ. Để chẩn đoán được sa sút trí tuệ thì không những có giá trị với bản thân bệnh nhân, còn có giá trị với gia đình bệnh nhân cũng như là xã hội. Thứ nhất là đối với bản thân bệnh nhân thì để góp phần là khẳng định bệnh. Thứ hai là loại trừ những căn nguyên có thể điều trị được. Thứ ba là để lập kế hoạch hỗ trợ. Còn đối với gia đình bệnh nhân thì cung cấp những cái kiến thức về cái bệnh. Thứ hai là tư vấn các cái xét nghiệm gen trong một số trường hợp. Và thứ ba là tham gia hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân. Vậy thì đứng trước một cái người bệnh mà có vấn đề về suy giảm trí nhớ thì theo như những cái cảnh báo của Hiệp hội Alzheimer trên thế giới thì có 10 cái dấu hiệu cảnh báo ở bệnh nhân sa sút trí tuệ mà chúng ta cần lưu ý sớm. Đấy là thứ nhất là về vấn đề là mất trí nhớ. Thứ hai là cái việc khó khăn trong cái việc di chuyển và đến những cái địa điểm cũng như là thời gian. Thứ ba là có những cái vấn đề trong cái việc là tư duy và suy nghĩ về thay đổi những cái hành vi. Về người bệnh khó khăn trong việc biểu diễn những cái nhiệm vụ mà đã được lặp lại chứ không phải là những cái nhiệm vụ mới. Những cái vấn đề về ngôn ngữ, về những cái đối thoại của bệnh nhân là rất là nghèo nàn và suy giảm. Bệnh nhân có những cái việc mà rất đơn giản nhưng bệnh nhân không nhớ được để mà thay đổi vị trí, ví dụ đến có những cái đồ mà để những vị trí cũ nhưng mà bệnh nhân không nhớ để mà mình đến lấy được. Thứ hai là bệnh nhân sẽ khó khăn trong cái việc trong công việc và cũng như là những cái hoạt động xã hội. Đấy, và những cái vấn đề tham gia những cái phương tiện giao thông và khó khăn trong những cái mối quan hệ xã hội đời thường. Vậy thì tiếp cận để chẩn đoán bệnh nhân sa sút trí tuệ thì chúng ta cũng phải dựa trên những cái phác đồ chung. Đấy là đứng trước một người bệnh mà nghi ngờ có sa sút trí tuệ. Thứ nhất là chúng ta phải khám về lâm sàng. Thế sau đó thì đưa ra những cái test về thần kinh tâm lý mà chúng ta nghi ngờ. Cuối cùng là
khẳng định xem là bệnh nhân có cái hội chứng sa sút trí tuệ đấy không và nguyên nhân của nó là cái gì, sau đó mới lập cái kế hoạch để điều trị cho cả bệnh nhân cũng như là tư vấn cho gia đình người bệnh. Để chẩn đoán phân biệt thì chúng ta cũng cần phải chẩn đoán cái hội chứng sa sút trí tuệ này với cả những cái biểu hiện giảm trí nhớ bình thường ở bệnh nhân, đặc biệt là giảm trí nhớ do vấn đề về tuổi tác. Thế ở những cái vấn đề mà giảm trí nhớ do bình thường ở tuổi tác thì những cái trí nhớ đấy nó sẽ không thường xuyên. Thứ hai là nó sẽ không tăng nhanh và bệnh người bệnh và cái người bệnh đó người ta có thể tự nhớ lại được và đặc biệt đấy là không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Về những cái một số những cái triệu chứng mà phân theo nhóm với người sa sút trí tuệ để phân biệt với những cái triệu chứng về sảng hoặc là triệu chứng về những cái bệnh lý trầm cảm để mình tránh cái tình trạng nhầm lẫn. Ví dụ như là cái vấn triệu chứng về cái tính chất khởi phát thì đối với sảng thì nó sẽ khởi phát nhanh trong vòng vài giờ đến vài ngày. Thế còn sa sút trí tuệ thì thường là khởi phát thầm lặng, tính theo tháng, tính theo năm. Còn đối với trầm cảm thì nó cũng có thể là biểu hiện một cách cấp tính hoặc là biểu hiện âm thầm, tuy nhiên nó còn kèm theo những cái triệu chứng khác. Về diễn tiến của bệnh thì đối với sảng thì nó có diễn tiến là dao động, còn sa sút trí tuệ thì mức độ những cái mức độ mà ảnh hưởng đến chức năng nhận thức sẽ tăng dần theo thời gian. Còn đối với trầm cảm thì có thể là mãn tính. Về thời gian, đối với sảng có thể kéo dài vài tuần, còn đối với sa sút trí tuệ thì kéo dài theo 5 tháng. Đối với trầm cảm cũng vậy vì đôi khi nó là mãn tính. Về rối loạn ý thức thì đối với sảng thì rối loạn ý thức rất là rõ, bệnh nhân thường là lú lẫn. Còn đối với sa sút trí tuệ thì không có hiện tượng rối loạn ý thức cũng như là trầm cảm không có rối loạn ý thức. Về mức độ chú ý thì đối với sảng thì cũng có rối loạn chú ý rất là ảnh hưởng, còn đối với sa sút trí tuệ thì có thể là bình thường, còn trừ trường hợp sa sút trí tuệ giai đoạn nặng hoặc rất nặng thì lúc đấy sẽ khó đánh giá về cái tình trạng chú ý của bệnh nhân. Còn đối với trầm cảm khi được điều trị thì những cái chú ý của bệnh nhân khi khi mà mới chưa được điều trị thì có thể là người bệnh có cái chú ý suy giảm. Về tâm thần vận động thì đối với sảng thì nó cũng có thể là dao động, có thể lúc tăng lúc giảm. Còn đối với sa sút trí tuệ thì không có hiện tượng bất thường về tâm thần vận động. Còn đối với trầm cảm thì nó sẽ là chậm, người bệnh thường là chậm chạp. Về mức độ hồi phục thì sảng thì nếu mà được điều trị đúng thì người bệnh có thể cải thiện tốt. Còn đối với sa sút trí tuệ thì nó cũng thường gặp, nhưng mà với sa sút trí tuệ thì cái việc hồi phục rất là khó vì mục tiêu điều trị là nó không có điều trị đặc hiệu nên là sẽ rất là khó. Còn đối với trầm cảm thì nó cũng phụ thuộc vào cái đáp ứng của người bệnh. Về phân loại sa sút trí tuệ theo nguyên nhân thì đối với sa sút trí tuệ thì chia ra làm nhiều nhóm và nổi bật nguyên nhân đầu tiên đấy là nhóm Alzheimer có thể sa sút trí tuệ do bệnh Parkinson, sa sút trí tuệ thể Lewy và sa sút trí tuệ thùy chán thái dương. Thì thứ nhất là về nhóm sa sút trí tuệ do nguyên nhân mạch máu thì ở đây bao gồm là nhồi máu não đa ổ, tổn thương chất trắng lan tỏa hay còn gọi là bệnh Binswanger. Thứ hai là bệnh lý thần kinh thì bao gồm sơ cứng giải giác, Huntington, liệt trên nhân tiến triển, thất điều di truyền, bệnh prion hoặc là phối hợp của bệnh sơ cứng giải giác, hội chứng Down và kết hợp với Alzheimer, u não. Về bệnh lý nội tiết thì bao gồm suy giác, hội chứng cơ sinh, suy thượng thận, suy hoặc là cường cận giác. Về liên quan đến vấn đề dinh dưỡng thì thấy rằng do thiếu vitamin B12, thiếu B1, B5. Về nhiễm trùng có thể do bệnh lý HIV, giang mai thần kinh, bệnh lao. Về chuyển hóa có thể do suy gan, suy thận hoặc bệnh Wilson. Về chấn thương và tổn thương não lan tỏa có thể do tụ máu dưới màng cứng mạn tính, do bệnh tổn thương sau viêm não, sau thiếu oxy, do giảm áp lực nội sọ. Về độc chất, thứ nhất là điển hình đấy là rượu, do ngộ độc kim loại nặng, do những cái thuốc an thần kinh. Về tâm thần, đặc biệt đấy là nhóm bệnh trầm cảm. Còn có thể có những cái nguyên nhân hỗn hợp bao gồm ví dụ như là những cái nhóm viêm mạch hoặc là porphyrin cấp. Vậy thì những cái xét nghiệm nào được hỗ trợ để chẩn đoán cho hội chứng sa sút trí tuệ?
thì những cái xét nghiệm này nó cũng không mang tính chất đặc hiệu. Để mà chẩn đoán hội chứng sa sút trí tuệ thì chúng ta sẽ dựa vào lâm sàng là cơ bản. Thế thì về những cái xét nghiệm cơ bản làm hỗ trợ cùng thì thứ nhất là công thức máu, máu nóng. Thứ hai là xét nghiệm nhóm vitamin, ví dụ như vitamin 12 hoặc folate. Về sinh hóa, ví dụ như là làm chức năng gan, thận, điện giải, đường huyết. Về chức năng tuyến giáp, FT4, TSH. Về miễn dịch, chuẩn đoán giang mai. Những cái xét nghiệm đặc hiệu hơn về những cái rối loạn chuyển hóa của glutamate, về HIV, về ngộ độc kim loại nặng, ví dụ như là ngộ độc đồng. Về hình ảnh học, chúng ta sẽ sử dụng cắt lớp vi tính sọ não, cộng hưởng từ hoặc là PET. Các khảo sát khác, ví dụ như là điện não đồ, chọc dò dịch não tủy. Và đặc biệt là để hỗ trợ chẩn đoán cũng như là xác định cái mức độ của bệnh nhân bị hội chứng sa sút trí tuệ thì sẽ cần đến những cái trắc nghiệm thần kinh tâm lý. Thế thì bao gồm nhất là mình phải làm cái test MMSE, đánh giá có cái test đánh giá chuyên biệt, đánh giá về chú ý tập trung, về trí nhớ, về ngôn ngữ, về cấu trúc thị giác, về chức năng điều hành, về thực hành động tác. Có những cái test để đánh giá hành vi tâm thần, ví dụ như là đối với người bệnh trầm cảm, về rối loạn tâm thần, và test đánh giá về hoạt động sống hàng ngày. Cái test đầu tiên đấy là test Minicorp và MMSE. Thì cái test này thì nó có cái điểm cut off là 26. Bệnh nhân bắt đầu là từ 24 điểm trở xuống thì tính vào là bệnh nhân bắt đầu có sa sút trí tuệ. Thì tùy người ta sẽ phân mức tùy thuộc vào sau khi bệnh nhân đánh test là như nào. Thì với một bộ test đầy đủ thì những cái đơn vị nhớ và sa sút trí tuệ sẽ thực hiện đối với mỗi bệnh nhân là 40 phút một lần. Và cái test này sẽ đánh giá cái chức năng nhận thức của người bệnh. Test MMSE thì người ta chia ra những cái phần để người ta đánh giá, đấy là đánh giá về định hướng, về thời gian, về không gian. Và nó có 10 điểm về nhớ 3 từ, về chú ý và tính toán, về nhớ lại từ, về chức năng ngôn ngữ và về vẽ hình. Đấy thì như vừa rồi tôi đã nói là điểm cắt off là 24 để bắt đầu tính vào sa sút trí tuệ. Nếu từ 18 đến 24 là sa sút mức độ nhẹ và trung bình, 10 đến 17 điểm là sa sút trí tuệ mức độ nặng và dưới 10 là rất nặng. Còn từ 25 đến 27 là đã bắt đầu có suy giảm nhận thức. Thì đây là khả năng, mình hướng tới là khả năng người bệnh này đã bắt đầu có dấu hiệu suy giảm nhận thức. Vậy thì để mình để ý, vì là sau cái suy giảm nhận thức này có thể đó là cái tiến trình của hội chứng sa sút trí tuệ. Về test Minicorp này thì cách làm gồm 3 bước. Thứ nhất là nói cho người bệnh nghe 3 từ và yêu cầu họ cố gắng ghi nhớ lại. Yêu cầu người bệnh vẽ đồng hồ, vẽ một vòng tròn lớn từ các mặt đồng hồ, trên đó vẽ đầy đủ các cái số của đồng hồ và sau đó có thêm kim dài và kim ngắn chỉ số giờ và số phút. Và cuối cùng là yêu cầu người bệnh nhắc lại 3 từ đã nêu. Test Minicorp này được dùng để phát hiện sa sút trí tuệ. Nó đánh giá được chức năng về trí nhớ và chức năng về nhận thức. Nó bao gồm hai phần là nhớ lại 3 từ và vẽ đồng hồ. Thời gian thực hiện 2 đến 4 phút. Và khả năng phát hiện sa sút trí tuệ rất là cao đối với test Minicorp. Và có độ nhạy từ 76 đến 98%. Độ đặc hiệu từ 88 đến 98%. Đây, với test Minicorp thì yêu cầu nhớ lại 3 từ. Đấy. Thì căn cứ vào đây thì mình sẽ phân loại ra là bệnh nhân là có sa sút trí tuệ hay là không có sa sút trí tuệ. Nếu có sa sút trí tuệ rõ rồi thì mình không cần làm thêm. Còn nếu mà nhớ lại mà mình còn đang lăn tăn thì yêu cầu bước tiếp theo. Đấy là vẽ đồng hồ. Đấy thì nhìn vào hình dạng đây. Để mình lưu ý là đánh giá là như thế nào là bình thường và như thế nào là bất thường. Cái test mà hành vi lối sống hàng ngày thì để đánh giá về vấn đề là những cái liên quan đến những cái công việc hàng ngày của bệnh nhân, ví dụ như là bệnh nhân đi chợ như thế nào, rồi bệnh nhân vệ sinh dọn dẹp nhà cửa ra sao, bệnh nhân nghe điện thoại hội thoại có còn ổn hay không, cũng như là bệnh nhân có nhớ trong cái việc là quản lý tiền hoặc là tự lấy thuốc điều trị cho mình hay không. Đây, thang đánh giá về hoạt động sống thì đấy là thứ nhất, như vừa nói là việc dùng điện thoại thì bệnh nhân vẫn sử dụng được điện thoại như lúc ban đầu, tìm kiếm và quay số.
chỉ gọi được một vài thông số quen thuộc, chỉ trả lời được điện thoại nhưng không quay được số, hoàn toàn không sử dụng được điện thoại. Thì như này mình sẽ cho cái số điểm tương ứng. Thứ hai là dùng phương tiện giao thông, vẫn đi lại được một cách độc lập trên đường bằng các cái phương tiện giao thông công cộng hoặc tự lái xe hoặc nói được lộ trình đi lại thì sẽ chỉ để không điểm. Còn nếu mà chỉ đi lại nhờ vào taxi, không dùng được phương tiện vận chuyển công cộng nào khác, đi lại bằng phương tiện công cộng khi được người khác dẫn dắt giúp đỡ, đi lại bị giới hạn ở phương tiện taxi hay ô tô với sự hỗ trợ của người khác, hoặc là hoàn toàn không biết cách đi trên phương tiện công cộng dù được trợ giúp, thì cái bốn cái nhóm này đều để một điểm. Tiếp theo đấy là khả năng uống thuốc, có khả năng tự lấy thuốc đúng liều và đúng thời gian thì không được tính điểm. Có khả năng tự uống thuốc nếu thuốc được chia thành từng liều riêng rẽ, không có khả năng tự lấy thuốc thì hai cái nhóm này người bệnh sẽ được một điểm. Về quản lý tài chính, vẫn có khả năng quản lý tài chính, ví dụ như là dự trù, thanh toán hóa đơn, được không điểm. Người bệnh vẫn còn khả năng mua bán hàng ngày nhưng cần phải có sự hỗ trợ của người khác cho các tính toán dài hoặc là cái kế hoạch lớn, hoặc là người bệnh mất khả năng quản lý tiền bạc thì đều tính một điểm. Nếu như cái thang mà đánh giá hoạt động sống này mà lớn hơn hoặc bằng 2 điểm thì khi đấy có khả năng là người bệnh bị sa sút trí tuệ. Vậy thì đứng trước một cái hội chứng mắc mà chiếm cái tỷ lệ mà ngày càng cao trong quần thể dân số, không những là trên thế giới và Việt Nam nói riêng, cũng như là những cái chi phí điều trị tốn kém. Vậy thì mục tiêu điều trị của những cái nhóm bệnh Alzheimer cũng như là sa sút trí tuệ nói chung thì mục tiêu là mình làm gì? Đấy là mình làm chậm cái quá trình mất nhận thức nặng hơn. Thứ hai là giúp cải thiện những cái triệu chứng về hành vi. Vậy thì khi nào mình bắt đầu điều trị? Khi có suy giảm nhận thức và ảnh hưởng đến chức năng hàng ngày, khi triệu chứng hành vi của người bệnh ảnh hưởng đến hoạt động sống hàng ngày. Về điều trị sa sút trí tuệ thì bao gồm 2 phần. Thứ nhất là điều trị bằng thuốc. Thứ hai đấy là điều trị bằng trị liệu. Theo hướng dẫn của chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ năm 2018 của Hội Sa sút trí tuệ tại Việt Nam thì có những cái nhóm thuốc sau. Ở cái nhóm thuốc kháng men acetylcholinesterase, ví dụ như các cái thuốc donepezil hoặc là galantamine hoặc là rivastigmine thì có ở bằng chứng ở mức độ A, hạng A. Còn các cái thuốc kháng men acetylcholinesterase có thể được chỉ định ở điều trị ở mức độ vừa và nặng ở trong bệnh cảnh Alzheimer, ví dụ như là donepezil và galantamine, rivastigmine, mức độ 1 bằng chứng A hoặc mức độ 2 bằng chứng B. Với các thuốc sa sút trí tuệ, người ta thấy tại thị trường thì có những cái nhóm thuốc ví dụ như là donepezil hoặc là galantamine, rivastigmine, memantine, thì với nhau mới như với mỗi một nhóm thuốc này thì nó đều đưa ra những cái khuyến cáo là liều uống cũng như là cái tác dụng phụ. Và cái tác dụng phụ hay gặp điển hình ở những cái nhóm này đấy là buồn nôn, nôn, giảm cân. Đấy, đấy là những cái triệu chứng, và đặc biệt là những cái triệu chứng ở trên đường tiêu hóa do cái cơ chế tác động của thuốc. Và cái bảng này thì cũng chỉ ra là cái tần số xuất hiện của mỗi một cái nhóm thuốc liên quan đến cái tác dụng phụ của người bệnh. Với hiện tại thì trên thế giới, vì các nhà khoa học cũng đang và cũng như là những cái công ty dược thì cũng đang nỗ lực nghiên cứu để đưa ra những cái nhóm thuốc mới, đặc biệt là những cái nhóm kháng thể đơn dòng, hy vọng sẽ hứa hẹn để điều trị. Bởi vì là những cái nhóm thuốc mà tôi vừa kể ở trên thì nó không mang tính chất là điều trị đặc hiệu, do đó nó chỉ hỗ trợ và cầm chừng. Còn trong tương lai mình sẽ cố gắng là trông chờ những cái thuốc mà mang tính chất là đặc hiệu hơn, nó sẽ có giá trị hiệu quả cao hơn đối với người bệnh. Đó là thứ nhất, đó là dòng thuốc aducanumab hay còn gọi là Aduhelm. Thì từ năm 2021 thì thuốc này đã được FDA đã phê duyệt để điều trị cho những bệnh nhân Alzheimer ở mức độ nhẹ, bởi vì nó đây là một cái kháng thể đơn dòng và cái cơ chế tác động của nó đấy là giúp loại bỏ các mảng amyloid ở trong tế bào não. Thì đối tượng nghiên cứu của cái thuốc này đấy là những cái bệnh nhân Alzheimer ở giai đoạn đầu, cả bệnh nhân bị suy giảm nhận thức nhẹ do bệnh Alzheimer. Thứ hai đó là thuốc lecanemab hay còn gọi là Leqembi. Thì
Đến năm 2023 thì FDA cũng đã phê duyệt, và cái thuốc này cũng có cái tác dụng tương tự. Đấy là cơ chế của nó là ngăn chặn các cái mảng bám amyloid ở trong tế bào não, tránh cho nó vón cục. Đối tượng nghiên cứu cũng là bệnh nhân Alzheimer giai đoạn đầu, thì người ta thấy rằng chiếm tới 27% là bệnh nhân có cải thiện rõ rệt về chức năng nhận thức, và cả những cái bệnh nhân suy giảm nhận thức nhẹ do bệnh Alzheimer. Đấy, tuy nhiên tác dụng phụ của nó thì cũng liên quan đến vấn đề là do đường truyền, bao gồm là sốt, buồn nôn, chóng mặt, thay đổi nhịp tim, khó thở, hoặc là xuất huyết não nhưng mà ổ nhỏ, phù não. Và nó đang được nghiên cứu cho những cái đối tượng mà những cái người tức là những cái đối tượng người bệnh mà có người thân ở cấp 1 mắc Alzheimer, ví dụ như là bố mẹ hoặc là anh em ruột. Và thuốc thứ ba đó là donanemab thì đang được nghiên cứu, thì cái thuốc này hy vọng là cũng là nhằm làm giảm các cái mảng amyloid cũng như là protein tô. Đấy là cái cơ chế sinh lý bệnh của bệnh Alzheimer. Thì cái thuốc này cũng đang hy vọng là đến năm 2023 này thì cũng sẽ được FDA phê duyệt. Cái thứ hai là ngoài cái việc điều trị thuốc ra thì chúng ta phải điều trị trị liệu. Thì trị liệu bao gồm ở đây là cái việc tập luyện về nhận thức. Về tập luyện nhận thức, đó là các cái bài tập được xây dựng theo nhóm chức năng nhận thức. Có thể tập luyện riêng hoặc là theo nhóm, mức độ từ dễ đến khó để phù hợp với mức độ suy giảm nhận thức. Có thể tiến hành trên giấy hoặc trên máy tính. Ví dụ như chúng ta phải rèn luyện những cái test về luyện trí nhớ liên quan đến công việc. Người bệnh phải đọc sách, phải xem phim và sau đó kể lại nội dung của câu chuyện mà mình vừa đọc hoặc vừa xem. Có thể tham gia các trò chơi ô chữ, chơi cờ và có thể làm các cái bài test ở trên máy tính. Về trị liệu phục hồi nhận thức, đấy là chức năng ghi nhớ và nhớ lại. Phục hồi chức năng nhận thức được thiết kế cho từng người tùy thuộc vào tình trạng suy giảm nhận thức. Chương trình nhấn mạnh vào cải thiện hoạt động sống hàng ngày. Ví dụ như về trí nhớ thì mình phải rèn luyện người ta về vị trí của đồ vật, hỏi lại những điều vừa nói, các cái sự kiện vừa diễn ra. Về kỹ năng làm việc thì kỹ năng duy trì, để duy trì kỹ năng và học kỹ năng mới. Về kỹ năng tìm từ và nhớ tên thì bao gồm là nhớ tên người và nhớ tên nơi chốn. Về tập trung, nhớ tự đề báo cáo. Về phim, về tổ chức, tức là mua sắm đủ đồ, sử dụng phương tiện, nhắc nhở người bệnh. Về trị liệu chức năng kích thích nhận thức, đấy là làm việc nhóm theo chủ đề, đấy, chứ không nên là làm việc đơn độc một người bệnh. Làm việc theo nhóm thì còn kích thích não hoạt động, những kích thích những cái trí nhớ xã hội nói chung. Vậy thì theo những cái mục tiêu guideline để làm giảm cái nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ, nhưng mà mắc cái bệnh Alzheimer cũng như là hội chứng sa sút trí tuệ, thì người ta đưa ra khuyến cáo. Thứ nhất là giảm thiểu những cái chất béo bão hòa thường có trong mỡ động vật như là thịt heo, thịt bò, chất béo trong thức ăn nhanh, như đồ chiên rán. Thứ hai, nên chọn rau sống, củ quả, kể cả các loại đậu hạt, trái cây và ngũ cốc nguyên vỏ cám làm thực phẩm chính trong chế độ dinh dưỡng. Thứ ba, ăn mỗi ngày khoảng một nắm tay các loại hạt, ví dụ bao gồm các hạt dẻ, hạt dưa, hạt hướng dương để cung cấp đầy đủ vitamin E. Thứ tư, cung cấp vitamin B12 từ thức ăn hoặc thuốc bổ sung ít nhất là 2,4 microgram mỗi ngày đối với người trưởng thành. Thứ năm, lựa chọn những viên đa sinh tố không chứa sắt và đồng, và chỉ dùng sắt khi có chỉ định của thầy thuốc. Thứ sáu, tránh dùng những dụng cụ làm bếp, thuốc kháng axit, bột nở hoặc những sản phẩm có chứa nguyên tố nhôm. Thứ bảy, tham gia tập thể dục nhịp điệu tương đương với đi bộ nhanh khoảng 40 phút trên ngày và 3 lần mỗi tuần. Theo khuyến cáo của Ủy ban các thầy thuốc Hoa Kỳ năm 2013. Và trên đây là bài báo cáo của tôi về bài cập nhật chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ. Xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp.